Nhất chương 1. Thời trị vì của Salomon. Tuổi già của vua David. Vua David đã già và cao tuổi. Mặc dù được đắp nhiều mền, vua vẫn không thấy ấm. Các triều thần tâu với vua: xin bệ hạ là chúa tôi cho tìm một thiếu nữ đồng trinh để nàng hầu hạ và chăm sóc bệ hạ. Nàng sẽ nằm trong lòng bệ hạ, để bệ hạ là chúa tôi được ấm. Vậy họ đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ Israel và gặp được Abishag người Sunem, rồi đem nàng đến cho vua. Thiếu nữ ấy rất đẹp, nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không ăn ở với nàng. Adonija tự xưng là vua. Bấy giờ, Adonija, con của bà Hagit, tự tôn xưng rằng: ta sẽ làm vua. Ông sắm cho mình một cỗ xe ngựa chiến và 50 người chạy trước mặt mình. Vua cha chẳng bao giờ làm ông phiền lòng mà hỏi rằng: tại sao con làm như thế? Adonija lại rất đẹp trai và được sinh ra kế sau Absalom. Adonija bàn mưu với Joab, con bà Seruya, và thầy tế lễ Abitha, và họ bằng lòng theo giúp ông. Nhưng thầy tế lễ Sadoc Benaya, con của Jehoiada, nhà tiên tri Nathan, Shimei, Rei và các dũng sĩ của David không theo phe Adonija. Adonija dâng sinh tế bằng chiên, bò và thú béo bên tảng đá Sohelet gần suối Enrogen. Ông mời tất cả các em mình là các hoàng tử và tất cả những quan chức Juda trong triều đến dự. Nhưng ông không mời nhà tiên tri Nathan, Benaya, các dũng sĩ và cả em mình là Salomon. Salomon được lập làm vua. Bấy giờ, Nathan nói với Bathsheba, mẹ của Salomon: bà không nghe rằng Adonija, con của bà Hagit, đã làm vua mà David chúa chúng ta chẳng hay biết gì sao? Bây giờ tôi sẽ bày cho bà một kế để cứu mạng sống bà và mạng sống của con trai bà là Salomon. Hãy đi ra mắt vua David và nói rằng: tâu bệ hạ chúa tôi, chẳng phải bệ hạ đã thề với tớ gái bệ hạ rằng con trai của ái khanh là Salomon chắc chắn sẽ kế vị trẫm và nó sẽ ngồi trên ngai trẫm đó sao? Vậy tại sao Adonija lại làm vua? Trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau và xác nhận lời của bà. Thế là Bathsheba đến gặp vua trong phòng. Vua đã già yếu lắm. Có Abishag người Sunem hầu hạ vua. Bathsheba sắp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi: ái khanh cần điều gì? Bà thưa với vua: tâu chúa thượng của thiếp, chính bệ hạ đã nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái bệ hạ rằng Salomon con trai của ái khanh sẽ kế vị trẫm và nó sẽ ngồi trên ngai trẫm. Nhưng bây giờ Adonija làm vua mà chính bệ hạ là chúa của thiếp chẳng hay biết gì cả. Adonija đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo và rất nhiều chiên. Hoàng tử cũng mời tất cả các hoàng tử khác cùng với thầy tế lễ Abitha và tướng chỉ huy quân đội là Joab, nhưng không mời Salomon đầy tớ của bệ hạ. Tâu bệ hạ là chúa của thiếp, toàn dân Israel đều hướng mắt về bệ hạ, chờ xem bệ hạ cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. Thiếp e rằng rồi đây, khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp là Salomon sẽ bị xử như kẻ có tội. Đang khi bà tâu với vua, thì nhà tiên tri Nathan đến. Người ta tâu với vua: có nhà tiên tri Nathan ở đây. Nathan ra mắt vua, sắp mình phủ phục trước mặt vua. Nathan nói: tâu bệ hạ là chúa tôi, có phải bệ hạ đã nói rằng Adonija sẽ kế vị trẫm và ngồi trên ngai trẫm không?
Thế mà ngày nay, hoàng tử đã đi xuống dân sinh tế bằng bò, thú béo và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội và thầy tế lễ Abitha. Kìa, họ ăn uống trước mặt Adonijah và tung hô: Vua Adonijah vạn tuế! Còn tôi là đầy tớ bệ hạ, thầy tế lễ Sa-đốc Benaya, con trai Jehoiada, và đầy tớ bệ hạ là Salomon thì không được mời. Phải chăng việc này là do bệ hạ mà ra? Vì bệ hạ không cho các đầy tớ bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ, là chúa tôi, Salomon lên ngôi vua. Vua David bảo: Hãy gọi Bát-sê-ba cho trẫm. Bà vào và đứng chầu trước mặt vua. David thề rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn, chứng giám, đúng như trẫm đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà thề với ái khanh rằng: Chắc hẳn con trai của ái khanh là Sa-lô-môn sẽ kế vị trẫm. Nó sẽ ngồi trên ngai thay thế trẫm, thì ngay hôm nay trẫm sẽ thực hiện điều đó. Bát-sê-ba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua và tâu: Nguyện vua David chúa của thiếp vạn tuế. Vua David truyền: Hãy gọi cho trẫm thầy tế lễ Sa-đốc, nhà tiên tri Na-than và Benaya, con trai Jehoiada. Họ đều đến ra mắt vua. Rồi vua nói với họ: Hãy đem các đầy tớ của chúa các ngươi theo, đỡ Salomon con trai trẫm lên cưỡi con la của trẫm, rồi đưa thái tử xuống suối ghi hôn. Tại đó, thầy tế lễ Sa-đốc và nhà tiên tri Na-than sức dầu cho thái tử làm vua Israel. Các ngươi hãy thổi tù và rồi tung hô rằng: Vua Salomon vạn tuế! Các ngươi sẽ theo sau vua đi lên, và vua sẽ ngồi trên ngai trẫm trị vì thế trẫm. Đó chính là người mà trẫm đã lập làm vua của Israel và Juda. Benaya, con trai của Jehoiada, tâu với vua: Amen. Nguyện Jehovah, Đức Chúa Trời của bệ hạ là chúa tôi, cũng chuẩn y việc này. Đức Jehovah đã ở với bệ hạ thế nào, nguyện ngài cũng ở với Salomon thế ấy, và khiến ngai vua còn cao trọng hơn ngai của vua David là chúa tôi. Vậy thầy tế lễ Sa-đốc đi xuống ghi hôn cùng với nhà tiên tri Na-than, Benaya, con trai của Jehoiada. Những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít, họ đỡ Sa-lô-môn lên cưỡi con la của vua David và đưa xuống suối ghi hôn. Thầy tế lễ Sa-đốc lấy sừng đựng dầu từ lều tạm và sức cho Sa-lô-môn. Họ thổi tù và rồi toàn dân đều tung hô: Vua Salomon vạn tuế! Tất cả dân chúng đều theo vua đi lên. Họ thổi sáo và lớn tiếng reo vui, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng reo hò của họ. Vừa dự tiệc xong, Adonijah và tất cả người dự tiệc đang ở với ông đều nghe tiếng reo hò này. Khi nghe tiếng tù và, Joab hỏi: Tại sao trong thành có tiếng ồn ào như thế? Đang lúc ông nói thì Jonathan, con của thầy tế lễ Abitha, đến. Adonijah bảo: Hãy vào đây, ngươi là một người đáng kính, chắc sẽ đem tin tốt lành. Nhưng Jonathan đáp lời Adonijah: Không phải vậy đâu, vì vua David chúa chúng ta đã lập Salomon làm vua. Vua đã sai thầy tế lễ Sa-đốc, nhà tiên tri Na-than, Benaya, con trai của Jehoiada, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Salomon. Họ đã đỡ thái tử lên cưỡi con la của vua. Tại Gi-hôn, thầy tế lễ Sa-đốc và nhà tiên tri Na-than đã xức dầu cho Salomon làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng, và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. Bây giờ Salomon đã ngự trên ngai vua. Hơn nữa, các đầy tớ của vua đến chúc mừng vua David chúa chúng ta rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh Salomon rạng ngời hơn danh của bệ hạ,
và khiến cho ngai Salomon cao trọng hơn ngai của bệ hạ. Rồi David sấp mình trên giường và ca ngợi Chúa. Chúc tụng Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con mà chính mắt con xem thấy. Bấy giờ, tất cả các người dự tiệc với Adonijah đều run sợ và đứng dậy, ai đi đường nấy. Adonijah cũng sợ Salomon nên đứng dậy, chạy vào nắm các sừng bàn thờ. Có người đến thuật cho Salomon rằng, này, Adonijah sợ vua Salomon. Ông ấy đã nắm các sừng bàn thờ mà nói rằng, hôm nay, xin vua Salomon thề với tôi rằng, vua sẽ không giết đầy tớ vua bằng gươm. Salomon nói, nếu ông ấy tỏ ra là người ngay lành, thì không một sợi tóc nào của ông ấy sẽ rơi xuống đất. Nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi ông ấy, thì hẳn phải chết. Rồi vua Salomon sai người đem Adonijah xuống khỏi bàn thờ. Adonijah đến sấp mình xuống trước mặt vua Salomon và vua truyền, hãy trở về nhà của ngươi đi. Các vua nhất chương 2. Di chúc của David. Khi gần đến ngày qua đời, David truyền dạy Salomon con trai mình rằng, cha sắp đi con đường mà mọi người trên thế gian phải đi. Vậy con hãy mạnh mẽ và chứng tỏ mình là một bậc trượng phu. Hãy giữ điều Jehovah Đức Chúa Trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn, mệnh lệnh và sự dạy dỗ của Ngài như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến. Như thế, Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về cha rằng, nếu con cháu của con cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết linh hồn bước đi một cách trung thành trước mặt ta, thì con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Israel. Con cũng biết những việc Joab con trai của Seruya đã làm cho cha. Việc hắn đã làm cho hai tướng chỉ huy quân đội Israel là Abner con của Nezer và Amasa con của Jethe. Hắn đã giết hai vị tướng ấy, làm đổ máu trong thời bình như trong thời chiến, và khiến máu ấy dính nơi đai thắt lưng của hắn và giày hắn mang nơi chân. Vì vậy, hãy theo sự khôn ngoan của con mà đối xử, nhưng đừng để đầu bạc của hắn xuống âm phủ một cách bình an. Còn đối với các con của bác Silai người Galaad, con hãy cư xử nhân từ với họ. Hãy cho họ ăn đồng bàn với con, vì họ đã đứng bên cha lúc cha chạy trốn khỏi Absalom anh con. Ngoài ra còn có Simei con của Gera, người Benjamin ở Bahurim, là kẻ đã lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Mahanaim. Nhưng vì hắn xuống đón cha tại Giô-đanh, nên cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với hắn rằng, trẫm sẽ không giết ngươi bằng gươm. Tuy nhiên, con đừng để hắn khỏi bị trừng phạt, vì con là người khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thế nào. Con hãy làm cho đầu bạc của hắn vấy máu mà xuống âm phủ. Vua David băng hà. David an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Thời gian David trị vì trên Israel là 40 năm, 7 năm tại Hebron và 33 năm tại Jerusalem. Salomon ngự trên ngai của cha mình là David, và vương quốc của Salomon thật vững chắc. Vua Salomon củng cố vương quyền. Bấy giờ, Adonijah, con trai của bà Hagith, đến gặp bà Bathsheba, mẹ của vua Salomon. Bà hỏi, ngươi đến có ý bình an chăng? Ông đáp, vâng, bình an. Rồi ông nói tiếp, tôi có việc muốn thưa với bà. Bà đáp, hãy nói đi. Ông nói, hẳn bà biết rằng vương quyền vốn thuộc về tôi, và toàn thể Israel đều mong thấy tôi trị vì.
nhưng vương quyền ấy đã thuộc về em tôi, vì đó là ý muốn của Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ, tôi có một lời thỉnh cầu, mong bà không từ chối. Bà đáp, hãy nói đi. Ông liền nói, xin bà nói với vua Sa-lô-môn, vì vua chẳng từ chối điều gì với bà. Xin vua ban cho tôi Abishag người Su-nem làm vợ. Bát-sê-ba đáp, được, ta sẽ nói với vua cho ngươi. Vậy Bát-sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn để nói với vua, giúp cho Adonijah. Vua đứng dậy đón và cúi chào bà, rồi ngồi trên ngai mình. Vua truyền đặt một ngai nữa cho Thái hậu để bà ngồi bên phải vua. Bà nói, mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối. Vua đáp, thưa mẹ, xin mẹ cứ nói, vì con sẽ không từ chối mẹ đâu. Bà tiếp, hãy ban Abishag người Su-nem làm vợ Adonijah là anh con. Nhưng vua Sa-lô-môn thưa với mẹ, sao mẹ lại xin Abishag người Su-nem cho Adonijah? Hãy xin vương quyền cho anh ấy luôn đi, vì anh ấy là anh của con mà. Cũng hãy xin luôn cho thầy tế lễ Abitha và cho Joab con trai của Seruya nữa. Rồi vua Sa-lô-môn nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nguyện Đức Chúa Trời xử tôi một cách nặng nề nếu Adonijah không mất mạng vì lời yêu cầu này. Bây giờ tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng đã làm cho tôi vững vàng, khiến tôi ngồi trên ngai của David cha tôi, và lập cho tôi một triều đại đúng như lời Ngài đã hứa, mà thề rằng Adonijah phải bị xử tử ngay hôm nay. Vua Sa-lô-môn truyền lệnh cho Benaya con trai của Jehoiada. Anh ta xông vào đánh và giết chết Adonijah. Sau đó vua truyền cho thầy tế lễ Abitha, hãy lui về cánh đồng của ngươi ở Anatot vì ngươi đáng chết. Nhưng ngày nay trẫm không giết ngươi, vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa là Đức Giê-hô-va trước mặt David cha trẫm, và vì ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với cha trẫm. Như vậy, Sa-lô-môn đuổi Abitha đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, khiến cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô được ứng nghiệm. Khi nghe tin này, Joab liền trốn vào lều tạm của Đức Giê-hô-va và nắm các sừng bàn thờ. Vì Joab đã theo phe Adonijah, dù ông không theo phe của Absalom. Người ta tâu với vua Sa-lô-môn rằng, Joab đã trốn vào lều tạm của Đức Giê-hô-va và kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh bàn thờ. Sa-lô-môn liền sai Benaya con của Jehoiada và truyền rằng, hãy đi đánh cho hắn chết. Benaya đến lều tạm của Đức Giê-hô-va và nói với Joab, vua truyền thế này, hãy đi ra. Nhưng Joab trả lời, không, tôi sẽ chết tại đây. Benaya về tâu lại với vua, Joab đã nói và trả lời như thế. Vua bảo, hãy làm như hắn đã nói, hãy giết hắn và đem chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi trẫm và khỏi nhà cha trẫm huyết vô tội mà Joab đã đổ ra vô cớ. Đức Giê-hô-va sẽ khiến máu hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công chính và tốt hơn hắn, giết họ bằng gươm mà David cha trẫm không hay biết gì cả. Đó là Abner con của Ner, tướng chỉ huy quân đội Israel, và Amasa con của Jethe, tướng chỉ huy quân đội Juda. Huyết của họ đã đổ lại trên đầu Joab và trên đầu của dòng dõi hắn cho đến đời đời. Còn David và dòng dõi người, triều đại và ngôi báu người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình an mãi mãi. Vậy Benaya con trai của Jehoiada đi lên xông vào đánh Joab và giết ông ta. Joab được chôn tại đất nhà nơi hoang mạc. Vua lập Benaya con trai của Jehoiada làm chỉ huy trưởng quân đội thay cho Joab, và lập Sa-bốc làm thầy tế lễ thay cho Abitha. Sau đó vua gọi Shimei đến và bảo, hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Jerusalem và ở đó,
không được ra khỏi chỗ ấy để đi bất cứ nơi nào. Hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Cedron thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Máu ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Shimei thưa với vua, lời bệ hạ nói phải lắm. Bệ hạ là chúa tôi truyền dạy điều gì, thì đầy tớ của bệ hạ sẽ làm điều đó. Vậy Shimei ở lâu ngày tại Jerusalem. Nhưng 3 năm sau, có 2 đầy tớ của Shimei trốn đến nhà Akish, con của Maaka, vua Gát. Người ta báo cho Shimei rằng, kìa, 2 đầy tớ của ông ở tại Gát. Shimei liền thắng lừa và đi đến Gát gặp Akish để tìm 2 đầy tớ của ông. Shimei đi và đem các đầy tớ của ông từ Gát trở về. Người ta thuật cho Salomon rằng, Shimei từ Jerusalem đã đến Gát rồi trở về. Vua sai gọi Shimei đến và nói với ông, chẳng phải trẫm đã bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo trước với ngươi. Hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đây và đi bất cứ nơi nào, thì ngươi chắc chắn sẽ chết sao? Và ngươi đã nói với trẫm rằng, lời bệ hạ nói phải lắm. Vậy tại sao ngươi không giữ lời ngươi đã chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và mệnh lệnh trẫm đã truyền cho ngươi? Vua lại nói với Shimei, ngươi đã biết và lòng ngươi cũng quá rõ mọi việc ác mà ngươi đã làm cho David cha trẫm. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã khiến việc ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Nhưng vua Salomon sẽ được ban phước và ngai của David sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời. Rồi vua truyền lệnh cho Benaya, con trai của Jehoiada, đi đánh và giết chết Shimei. Như vậy, vương quốc được vững bền trong tay Salomon.